Mến chào quý khán giả đến với kênh tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Những ngày qua, Hoài Linh bất ngờ vướng vào ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên. Chuyện bắt nguồn từ khi vợ ông Dũng Lò Vôi hy vọng các nghệ sĩ từng được ông Yên chữa bệnh sẽ lên tiếng nói rõ thực hư. Bà không ngần ngại gọi thẳng tên danh hài Hoài Linh, MC Kỳ Duyên, ca sĩ Trường Vũ, vân vân. Mối quan hệ giữa Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên là đề tài khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao suốt những ngày qua. Liên tiếp những bằng chứng, nhân chứng xuất hiện cho thấy mối quan hệ của nam danh hài và ông Yên khá thân thiết. Mới đây, một đoạn clip bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh xuất hiện bên cạnh ông Võ Hoàng Yên trong một buổi khám chữa bệnh. Dưới sự hướng dẫn của thần y, nam danh hài còn đeo găng giúp ông Yên chữa bệnh cho người khác. Sau khi thấy bệnh nhân có thể cử động tay, thần y hào hứng quay sang nói với Hoài Linh: "Mình phối hợp chứ hả với ông Nguyễn Hoài Linh?" Nam danh hài cười bẽn lẽn: "Dạ, thầy cho con theo học đi." Một lúc sau, chính Hoài Linh còn lên làm mẫu để ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho mình. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi khiến dư luận chia làm hai phe. Một bên vẫn bênh vực Hoài Linh, cho rằng nam danh hài cũng như bà Nguyễn Phương Hằng đều bị ông Võ Hoàng Yên lừa. Việc xuất hiện bên ông Yên chỉ là bởi Hoài Linh ngưỡng mộ, muốn chữa bệnh, không đến mức đau to bố lớn như nhiều người nghĩ. Một số bình luận của cư dân mạng để lại như: "Clip này nói lên điều gì? Hoài Linh làm gì vi phạm pháp luật không? Cũng vì muốn học chút nghề giúp đời thôi, ai nói là có tội?" Tôi thấy chỉ đơn giản là Hoài Linh muốn học nghề chữa bệnh chứ có gì đâu. Cũng có phải mê tín dị đoan hay gì, người ta có mục đích tốt mà. Tuy nhiên, cũng không thiếu ý kiến lại khẳng định Hoài Linh trong clip rõ ràng rất thân với ông Võ Hoàng Yên. Không chỉ nhờ chữa bệnh, nam danh hài còn xuất hiện bên cạnh ông Yên trong những dịp khác. Chính sự gần gũi của họ khiến người dân càng thêm tin vị thần y này. Dân mạng hy vọng Hoài Linh có thể lên tiếng như bà Hằng mong muốn. Hiện tại, phía nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vẫn đang giữ im lặng về vụ việc, chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng rất tích cực xuất hiện, nói thẳng nói thật về chuyện này. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.